Dạ chào mọi người ạ. Hôm nay thì Biên Thanh Mai rất hân hạnh được đón tiếp một nghệ sĩ nữ rất là nổi tiếng đến làm dịch vụ trải mái da. Thì một nghệ sĩ rất là tài năng. Em xin chào chị Diệu Nhi ạ. Xin chào chị. Dạ. Rồi em thấy là bác sĩ đã làm xong nửa gương mặt của chị rồi. Mình ngồi dậy nghỉ ngơi một chút xíu cho chị nha. Dạ. Xin chào mọi người. Dạ. Nhi hay đi quay chung những cái game show chung với lại chú Chí Tài nè, chị Việt Hương, rồi anh Đức, rồi chị Sĩ Thanh và rất là nhiều anh chị khác. Mà cứ mỗi lần đi quay với anh chị là anh chị lúc nào cũng khoe, coi cái mặt nè, coi cái mặt chị Hương này được không, coi cái mặt chú Tài này đẹp không, đỡ hơn chưa, nó căng, nó săn lên chưa. Cái thì mình lâu lâu mình gặp lại mình cũng thấy là đúng là da mặt của chị Việt Hương với chú Tài là săn lên, anh da mặt của anh Đức á cũng bớt rỗ nữa. Ngày xưa anh Đức nhiều rỗ lắm. Hy vọng anh Đức không coi cái clip này. Nhưng mà xong rồi mới hỏi là sao mà mình có thể mà cái nó có cái mặt nó cay kéo lên như vậy nè, nó săn lên như vậy. Thì cũng thắc mắc thì mọi người có nói với lại Nhi là tại vì là bên chỗ chị BB Thanh Mai là có thẩm mỹ viện. Thứ nhất là da Nhi đang bị, tới đây có soi da luôn. Soi da thì mình mới biết được là da Nhi là bị lỗ chân lông, là đang bị đáng báo động. Bởi vì cái thời tiết nắng nóng ở Sài Gòn là đi quay ở sân, đi diễn ở sân khấu như là đèn đó, mọi người coi sân khấu cũng biết là đèn nó đánh thẳng vô mặt. Điểm có cho phần chị Nhi trước khi mình làm á. Bây giờ thì mình cùng so sánh cái hình ảnh của mình trước và sau khi làm nè. Mọi người để ý về cái hình ha. Sao ghê quá vậy? Dạ. Thì nhà Nhi thấy không? Thấy cái sự khác biệt ha, mọi người để ý về cái, nhất là cái rãnh này Nhi ha. Dạ. Cái rãnh hai bên gương mặt của mình, cái độ nó thon gọn hơn. Đúng rồi. Dạ. Cái rãnh này nè. Dạ. Cái mắt nữa chị, cái mắt ở trong này nó bọng hơn cái mắt của mình. Mắt bên mình bây giờ thì nó đỡ hơn rất nhiều cái mắt nhăn. Dạ. Thấy không? Bên đây chưa làm nha, bên đây chưa làm nè, bên đây làm rồi. Đó, mọi người coi chung với Nhi đi. Bên đây làm rồi, bên đây chưa làm. Râu rồng bên đây còn sâu hơn. Nếp nhăn mắt nữa. Cái chuyện chị Nhi nữa, bây giờ để chị Nhi tiếp tục làm nửa bên còn lại chị ha. Dạ, cảm ơn chị Nhi đã chia sẻ. Dạ, em chào chị, chúc chị luôn sức khỏe và xinh đẹp ạ. Dạ, cảm ơn chị.